皆さんこんにちは。不对呀，こんにちは。重庆话怎么念呢？こんにちは。重庆话怎么念呢？こんにちは。こんにちは。こんにちは。不对呀。bây giờ em không biết một chút thì tiếng Nhật nào cả, nhưng mà em muốn học tên các loài động vật. Cô có thể dạy cho em được không? Tên các loài động vật á, cực kỳ đơn giản luôn. Thế à? Bây giờ em ra kia ngồi cô dạy luôn cho nhá. Đầu tiên thì chúng mình cùng học con chó và con mèo nhá. Nào, hãy chúng ta hãy cùng tưởng tượng có một y nữ rất thích ăn thịt chó, và đây là một Nico rất thích ăn thịt mèo. Nào, y nữ thì chúng mình đọc nặng hơn một chút thôi thì sẽ thấy y nữ, y nữ, y nữ, y nữ, y nữ. Y nữ ý là gì đó? Chính là con chó đấy. Còn Nico, Nico thì mình đọc chữ y thành chữ ne, y thành e, ni, ne. Nico, Neko, Nico, Neko. Neko chính là con mèo đấy. Tiếp theo này, các bạn có biết cuốn sách Tony buổi sáng không? Cuốn sách rất nổi tiếng cho anh Tony anh biết đấy. Có một đặc điểm là anh ấy rất thích ăn thịt chim. Thế nên là mình hình dung nhá. Tony, chim. Tony, chim. Tony, mình sẽ nói là Tony, có nghĩa là con chim. Tony, 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 Tony. Đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau tưởng tượng tiếp nhá. Sau khi y nữ và Nico đọc xong cuốn sách Tony buổi sáng thì hai cô này quyết định là phải sang Bhutan để buôn lợn. Vì sao nhỉ? Bởi vì ở Bhutan người ta nuôi rất nhiều lợn luôn. Thế nên mình hãy hình dung nhá. Bhutan, lợn. Bhutan, lợn. Bhutan, Bhutan. Bhutan, Bhutan. Bhutan có nghĩa là con lợn. Ồ, hay thế. Cô ơi, bây giờ em rất thích ăn thịt gà. Vậy thì con gà trong tiếng Nhật là gì thế? Con gà? Đơn giản đấy mà. Thế thì theo nguyện vọng của bạn Dũng, chúng ta hãy cùng học tiếp từ con gà nhé. Để học từ con gà thì trước tiên chúng ta sẽ học từ khu vườn. Vườn. Bởi vì sao? Bởi vì con gà nó hay sống trong vườn đúng không? Vườn là gì nhỉ? Đầu video chúng ta đã cùng học câu xin chào. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa niwa. Konnichiwa niwa. Nghĩa là gì nhỉ? Xin chào khu vườn. Konnichiwa niwa, xin chào khu vườn. Vậy niwa chính là khu vườn, đơn giản phải không ạ? Tiếp theo là con gà. Có một con chim, chúng ta hãy từng tưởng tượng nhé. Trong khu vườn, trong khu vườn có một con chim. Con chim này ở trong khu vườn này sẽ lập tức biến thành con gà. Vậy chúng ta sẽ ghép từ khu vườn và con chim sẽ thành từ con gà. Niwa tori, niwa tori, niwa tori sẽ được từ con gà. Đơn giản phải không Dũng? Đơn giản thế thôi á. Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ học về con muỗi nhá. Bởi vì sao nhỉ? Con muỗi vô cùng đơn giản luôn. Hãy cùng tưởng tượng là có một cái ca đựng đầy muỗi luôn. Thì ca, ca. Con muỗi chính đơn giản chỉ là ca. Nhớ nhá, cái ca. Con muỗi, con muỗi là ca. Tiếp tục nào, tiếp tục cùng tưởng tượng nhá. Có một con rùa, nó đói quá, thế là nó nhìn thấy cái ca đầy muỗi, nó muốn xôi tái bọn muỗi kia luôn. Nó sẽ bò đến, nó ăn bọn muỗi. Mình nhìn thấy hay quá, lôi ngay camera ra để chụp. Camera, camê, camera, camê. Camê chính là con rùa đó. Chúng mình học được hai từ đúng không? Ca, con muỗi. Camê, con rùa. Dạ, bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục học về con kiến nhé. Nào, các bạn có biết cảm ơn trong tiếng Nhật là gì không nhỉ? Arigato. Arigato. Vậy, ari, ari chính là con kiến đó. Ari-san, arigato. Cảm ơn con kiến. Ari-san, arigato. Cảm ơn chú kiến nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ học một con vật vô cùng to lớn và đáng sợ luôn. Chính là con gì ạ? Con hổ. Con hổ. Khi mà giới thiệu thì mình hay nói tôi là, đúng không? Tôi là. Tôi là Tora. Tôi là Tora. Tora. Tôi là. Tôi là.
Tora. Tora đọc dấu cần giống tôi là đúng không? Vậy Tora có nghĩa là con hổ đúng không? Tôi là Tora. Tôi là con hổ. Thế các bạn có thích những con vật mình vừa dạy không nhỉ? Các bạn có thích nó không? Vậy để đón được câu thích trong tiếng Nhật sẽ là gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng tưởng tượng xe máy nhé. Ai cũng có xe máy đúng không? Ai cũng thích xe máy nhỉ? Thì hãy có xe máy Suzuki. Không phải đọc là Suzuki đâu nhé. Suzuki. Bỏ chữ dư ở giữa đi, sẽ được chữ su và ki. Su ki nghĩa là thích đấy. Nào, bây giờ chúng mình cùng tổng hợp lại những từ về tên các con vật mà cùng đã học trong bài hôm nay nhé. Đầu tiên là con gì nhỉ? Inu. Inu suki. Neko. Neko suki. Buta. Buta suki. Tori. Tori suki. Niwa. Niwa suki. Ka. Ka suki. Kame. Kame suki. Tora. Tora suki. Ari. Ari suki. Ari. Oh, thích thích. Sensei. Sensei ga suki. Nào, các bạn có thích giọng giảng của cô giáo không? Cô giáo tên là cô Tươi đấy, lúc nào cô Tươi đúng không? Rất là tươi nhé. Ok. Cô có muốn dạy các bạn điều gì nữa không? Thôi chứ, và hôm nay đến đây là kết thúc. Đến đây là kết thúc nhá, để các bạn nghỉ ngơi nữa. Bye bye, hẹn các bạn trong clip sau nhá. Bye bye.